Không suy nghĩ lại à. Bạn thích Vĩnh Long. Đây nè, lá này làm được Lá này làm được nè, và cành này nè, cành đã có mầm ngủ sẵn hết. Đó. Đâu đâu, mình ra cây nữa mình mới làm chứ. Mình ra, tức là bây giờ không gãy lăng mà cây sao lú ra là gãy lăng. Đây nè, bà con nhìn nè. Nên mình ghé bạn thích. Tức là những khách hàng ở đây á, là biết mình lâu lắm rồi. Mà ngại điện. Cũng mua thuốc nhưng mà ngại điện, nhờ mình giúp, sợ sao á mình không đi. Mà con thấy là trong cái khó nó lót cái khôn ha. Khó nhất thì con người ta sẽ có một cái phước giải quyết. Tức là bà con thấy nè, những cái bạc này nè. Đó. Cái vườn này là gần 200 cây nó đều bong phát như thế này hết. Là do cái nguồn nước nó không có, bị mặn, mang thích nó bị mặn. Ngoài kia nhà nước đang làm cái cống ngăn mặn, chung quanh đây khổ cái nào là ruộng. Đó. Người ta bị mặn, người ta không xả nước vô thì mình không có nước tưới. Là thứ nhất, thứ hai là mình không có thuốc, nước xịt thuốc luôn. Những cái mương như thế này mình làm được 30 như thế này, 20 như thế này. Mình tán cao su, nhà nước mình giữ lại. Mình làm cái này đặng làm gì? Đặng lấy nước xịt thuốc thôi. Nước xịt thuốc thôi. Nha. Nước xịt thuốc thôi. Chứ không có nước tưới đâu, nước tưới thì không đủ đâu. Đó. Đáng lẽ là ra một cây này nó làm thận thì với khả năng của mình giúp hợp tác chủ vườn thì vườn này mình lấy từ 15 tới 20 tấn. Trăm mấy chục cây, 170 cây. Đó. Nhưng mà khổ nổi là mình không có nước tưới. Mình phải nán là một cây nữa, mình phải nán là một cây nữa là tức là qua qua tháng 2, tháng giêng tháng 2 âm lịch mình mới làm. Đó, nước là chỉ thủ. Thủ trong tháng 12 tháng 1 là người ta xiết nước hết, không có nước vô đặng mình xịt thuốc. Đó, bà con thấy không? Bà thấy mình khổ không? Nhưng mà trong cái khó nó lót cái khôn. Đó, nông dân mình rất là hay. Nè. Nè nhìn nè. Đó, bên đây hộ nè, đặng chứa đây xịt thuốc chứ không phải chứa đây tưới nha. Thủ nước xịt thuốc đó. Đó, mà có thấy khổ không? Còn mình, còn những nơi khác mà không bị mặn đó, thì mình rất là may mắn mà được một cái địa thế như thế. Mình đang trân trọng. Còn nông dân ở Vĩnh Long, Mang Thích Vĩnh Long là còn khổ lắm. Đó, bắt đầu tôi biết nhiêu tiền trong đây rồi. Đó, bây giờ chỉ đợi có nước thôi là làm trái thôi đó. Nhưng mà giờ không có nước, nó thấy khổ không? Nè, làm bạc, đang xịt thuốc. Đó. Rồi để cho chủ vườn suy nghĩ lại. Mình thì nói là cây sao làm chữ thêm nước đặng làm trái lấy mười mấy 20 tấn, còn cây thứ tháng 2 cũng được nha, tùy theo chủ vườn quyết định thì mình theo chủ vườn. Bây giờ đầu tư thêm bạc đi, đầu tư thêm chỗ chứa nước đi làm, còn không thôi thì tháng sau cây thai nữa. Bây giờ mình không đợi gì hết, mình chỉ không thiếu gì hết, chỉ thiếu nước thôi, thiếu nước tưới thôi. Đó, cái cây này là 150 kg, cây sau lưng mình nữa là nếu mà làm cây sau là 200 kg. Cây sau này đã nhờ qua tới chỗ rồi thì phải nhưng mà phải làm thôi. Nè, ông này nó xa quá, mình sát là kêu nó làm chi. Đó, bây giờ chị suối đó, chị suối anh là suối chú là bây giờ kiến thiết thêm bạc có nước, giờ thiếu không thiếu gì hết, tiền có rồi đó mà chỉ thiếu nước thôi. Ông nói trễ ra hiệp, ông nói lá này trễ nè, giá lân trễ rồi không, để tức là mình cho lú ra một cây nữa là mình làm trong tháng 10, là làm tháng 10 âm lịch, là làm đúng thuận thì đúng thuận miếng này mình thu 20 tấn, mấy 20 tấn thì cũng có tỷ bạc rồi. Làm đêm lên chọt bông phụ cho. Rồi cây này là hứa luôn là 70 trái, cây này 70 trái mỗi năm đầu nhánh bự, với lại chú te cái đầu, mình te đầu cành hết, tức là nó không vượt ra được thì cái khúc trong nó phải bự thôi, te đầu hết đó, người ta có chuẩn bị từ đầu nó khác nè, nó rồi thấy không nè, cái đầu này mình te hết nè đó, thì ở trong nó bự đó, bạn còn thấy không? Rồi người ta khổ, người ta đầu tư từ đầu tới cuối hết, nhưng mà bây giờ người ta muốn làm bông, làm trái nhưng mà không có nước tưới. Ghê không? Khổ không? Rồi. Đi.